plan it out. Travel for a week, prepare for a date, wee-wee. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am, yeah. What if we could plan it out? Party belly buzzing in my hair like a bee. Maybe you could chill. All the stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come then you can hang, you can meet some girls. You can chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid, everything was cool. Hope you never lose track, life's a little hard when you're not home, yeah. Yeah, I've been going and going, still on my own. I'm a soldier, I fight for what's right. So my heart's just been fighting for you. What more can I do? I just wanna put you in a box like a you to myself. You know I don't wanna share no options. If I finally tell the truth, then I'm telling it to you. What if we could plan it? Bao giờ mình mới có thể có thời gian ngồi xuống đây để chào hỏi mọi người. Hôm nay thì trong vlog này thì mình muốn cho mọi người biết thêm những cái thay đổi của mình các thứ. Ví dụ như là thay đổi lớn nhất trong cái tháng 12 này đó chính là có thêm em Karu, là một em chó mình mới nuôi chắc là được tầm 4 ngày. Vì em Karu và Puri cùng sống với nhau ấy, nên là nhà mình cứ nghĩ là nó đã là một cái ngôi nhà vừa vặn với mình bây giờ rồi. Nhưng bây giờ mình lại thấy là nó hơi nhỏ nên là không biết năm sau mình có chuyển nhà em nữa không. Và thứ hai là chính vì có thêm em Karu nên là bây giờ chắc là mình sẽ phải thay đổi lại những cái sắp xếp ở trong nhà để cho nhìn nhà nó thông thoáng, nhìn trong nhà nó rộng hơn ấy. Tại vì lúc nào mà mình chỉ cần nhìn thấy nhà mình là nó trông không có không gian một tí thôi là mình lại muốn chuyển nhà ngay lập tức. Nên là mình mới đến đây chắc khoảng tầm được 4 tháng à. Tôi còn chưa làm room tour cho mọi người. Nên là mình định sẽ thay đổi một chút mọi thứ. Sau đó thì buổi chiều thì sẽ có một bạn người Hàn đến nhà mình chơi, đó chính là bạn Chaedeon. Nên là hôm nay mình muốn quay cho mọi người một ngày của mình và những cái thay đổi nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình như nào. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Mình mới mua một cái nhựa này để cho cái pet đi vệ sinh của con Karu vào đây. Tại vì là mình có dán hai miếng pet ở cái chỗ kia kìa, xong rồi nó cắn hết đi. Thôi cứ để đây cho nó đỡ cắn. Mong là hợp tác nhá. Của con Karu này mình đón nó về là lúc mà nó 6 tháng rồi. Nghĩa là 6 tháng liên tục nó bị nhốt trong cái hòm ở cái chỗ pet shop ấy. Nó đi vệ sinh các thứ vẫn chưa đủ quy củ đấy. Nên là mẹ sắm thêm này để cho nó đi vệ sinh, cho nó đỡ không cắm vào cái pet. Tiếp đến, cái này là một cái mà không thể thiếu khi mà các bạn nuôi chó mèo. Con Bồ Đi thì mình cũng đã mua cho nó một cái rồi. Còn con này thì mình mới sắm thêm một cái, đó chính là cái máy cho ăn tự động ấy. Với những bạn nào mà đi làm như mình ấy thì không phải là lúc nào cũng có thể kiểu canh giờ cho ăn ấy. Như hôm nay sáng nay mình bình thường mình sẽ dậy lúc kiểu 9 giờ sáng ấy, nhưng một ngày nó ăn 4 bữa. Chính vì thế nên là mình đã phải đặt đồng hồ 6 giờ dậy để cho nó ăn. Nên mình thấy là nó rất là mất thời gian và mình không thể nào mà
kiểu lo từng cái bữa ăn như thế được. Chính vì thế nên là mình đã mua một cái máy. Chín quá. Bù đi à mến. Khó ra. Còn đây là món đồ cuối cùng cho bù đi. Đây là món đồ cho bù đi, một cái đệm nằm. Kiểu trời bây giờ đang là âm 13 độ ấy, nên là bù đi nó hay kiểu nằm trên sàn lắm. Chắc là buổi tối phải để cái này vào nhà vệ sinh để cho nó nằm. Nó cố mất. Bù đi à? Ok, xong. Ok, ok. Bún đấy. Bé. Và bây giờ sẽ là đến tiết mục trang trí Giáng sinh. Như mọi người thấy là mình đã có một cái cây thông Noel này rồi, nhưng mà mình thấy nó vẫn hơi bị thiếu thiếu gì ở đấy một tí, nên là hôm qua mình đã ra Aspop mua một chút đồ. Bây giờ thì rất là vặt. Với cả mình cũng mua thêm cả quà để dụ khách đến nhà mình thì mình sẽ tặng quà Noel luôn. Đấy, thì bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cho trẻ Giáng sinh. Tại vì chắc là tầm khoảng tầm một tiếng nữa thôi là bạn mình sẽ đến rồi, nên là phải làm nhanh trước khi nó đến. Đó, bây giờ bắt đầu thôi. Chắc là bạn mình sắp đến rồi nên là mình sẽ phải gói quà thật là nhanh. Đây mình đã mua những cái gói quà này thì sự mình gói quà rất xấu luôn. Sao bây giờ?
말 좀 마세요. 말 좀 하라고요? 네. 마라탕을 골라볼게요. 그래, 이렇게. 제가 여기 있어. 미린 같이 찍으면 안 돼? 그래. 이렇게. 근데 내 얼굴 너무 커. 근데 미린 마라. 쟤랑 두부는 뭐 먹어? 두부는 유부. 카메라로 날 찍는 게 거의 처음인 것 같아. 진짜? 다시 내려놓기. 네. 아 진짜 맛있겠다. 아 너무 배고파. 어색하지? 많이 시켜놔 같은데? 와 진짜 많이 시켰어. 3 미쳐버려. 미쳐봐요. 내가 지금 먹어야 돼? 어 먹어. 채연이 준 음료수. 이거 음료수 이게? 음료수. 다이어트 음료수입니다. 이거 먹으면 이렇게 생길 수 있습니다. 아 짱 웃겨. 너무 배고파. 나 기절하겠어. 이거 뭐지? 이거 샹궈. 이거 샹궈? 이거 마라탕? 이거? 꺼봐라. 사진 한번 찍을게요. 그래. 앞접시 필요해? 앞접시? 앞접시 할까? 접시 유리니까. 진짜? 조금 매울 수도 있겠다. 그러세요. 어, 그거 아니야. 너무 고민되는데? 내가 직접 그 포장하는데 너무 못생겨서 미안해. 아니야. 얘가 갖고 싶은데. 어, 그래서? 알겠어. 아, 나 얘 가질 거? 네. 네. 잘 가서 열어볼게요. 네, 메리 크리스마스. 감사합니다. 우리야. 누나 인사해야지. 헬로, 저 mọi người. Mình đang trên đường để đi đến công ty của mình. À, hôm nay thì là ăn tiệc cuối năm. Ăn tất niên của công ty. Thế là chắc mình đến công ty xong rồi là phải sắp xếp lại chỗ ngồi. Tại vì từ tuần sau, tức là từ tháng 1 là mình lại phải đi làm lại rồi. Chính thức kết thúc 5 tháng làm online tại nhà. Mình cũng thay đổi cả team, thay đổi cả nhân sự. Nói chung là có rất nhiều chuyện xảy ra trong cái đợt cuối năm này vừa rồi của công ty mình. Chỉ như là bọn mình sẽ phải thay đổi lại chỗ ngồi các thứ. Sau đó đi ăn. Bây giờ thì hãy cùng nhé, công ty với tôi nhé. Tất nhiên với cả Huy và Min. Bây giờ thì mình đang ở Song Su. Thì bọn mình có hẹn là hôm nay thì sẽ chơi trò đổi quà với nhau. Nên là ai đến sớm nhất thì sẽ được quyền bốc trước ấy. Tại thì mình đang thấy là mình đang là đến sớm đầu tiên. Huy thì nó bảo là vẫn còn 3 chặng nữa. Nên là chắc là mình sẽ được bốc quà đầu tiên rồi. Nhưng mà đang chờ Min, không biết là Min đang ở đâu.
오랜만이다. 진짜 먼저 quay trở lại kênh YouTube của Huy. Và hôm nay mình đã đến một quán thịt tất. Một quán thịt tất này có thông báo đây là menu của tụi mình. Menu hơi đắt nên mọi người thông cảm. Còn mình flex thôi. Anh gì nào? Chị á, mình gọi theo set nhá. Tôi mình gọi theo set thì anh trên những người ông đang theo set à? Ờ, cứ đi. Size S thì lại sợ thiếu, mà size size mới thì hơi đắt. Tí uống cà phê nữa mày. Ừ, thì anh sẽ add. Còn những món nó thật xa đó là thật bạc với mọi người nhá. Đây, chung tròn đây, cũng tăng thế trong thật bạc này. Đó. Khi đi thì thích khi bọc bạc này. Chị sẽ ăn cái đắt nhất ở đây. Ừ, ok. Wow. Wow, chị nên sẽ ăn cái món đắt nhất nha mọi người nha. Chị ăn đắt nhất ở đây. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào mọi người, hôm nay mình có một chương trình rất là đặc biệt để đón chào năm mới, năm 2023, một năm tăng ta để được rỡ. Mình đã chuẩn bị mỗi người 2 phần quà, trong này sẽ là một phần đây, mỗi người 2 phần quà, trong này sẽ là một mỗi người sẽ một phần quà dễ dùng, một quà thiết thực cho cuộc sống và một quà thật là một phần quà thật là nhí nhố khó dùng. Như các bạn đầu tiên đây là người đến trước, chị nên sẽ là người chọn quà quà cho đến mình. Nhưng mà có vẻ Minver hơi sân si nên là mình được Minver chọn. Mày chắc chưa? Mình tin là sell the best for last. Mày, sẽ... mày có tin, mày tin là mày sẽ không phải bóc phải quà của tao chứ? Ôi chị ơi, nãy giờ chưa có bấm qua ấy. Rồi, vẫn rồi, ok. Rồi, thấy thôi. Xin lỗi bây giờ, thằng Huy đã quên sự bấm nên là mình sẽ diễn lại cảnh được chúng ta bấm quà này. Mình diễn lại nhá. Mình diễn lại. Mình diễn lại nào, đây là quà xấu của Huy đó. Mặc dù nhà mình đã có 10 cái khi mình đi, khi mình đi nhận mình đã mua 10 cái bát bom rồi, nhưng mà mình rất cảm ơn Huy. Mình đã mua cho mình cái quả số này, nhưng mà đấy, nhưng mình đã phải nói lại là quả số này là nó không biết chơi rồi. Quả này là quả vẫn dễ dùng rồi. Nên mình cảm ơn Huy rất nhiều. Em nói lại đi. Nói gì? Em giới thiệu lại đi. Đây là quá. Không, đây là cái gì? Đây là cái dưỡng tay, chị giấy hand cream, mẹ là hand cream. Không phải giống hiếp cha nè, đồ tôi hiểu không à? Xin lỗi, lúc đầu mình nghĩ rằng cái này là hiếp cha nó tặng mình. Chỉ nghĩ là em phải là người như vậy đâu. Vâng, vừa nãy là đã rất vui rồi, nhưng mà thằng Nguyên quên bấm ấy. Nên mình không biết, mình không biết reaction gì. Bây giờ mình không thử diễn lại được nên là đầu tiên là mình sẽ khui quà của chị Linh. Chị Linh đã chiên là món này là 2 món. Ừ đúng rồi, tại vì mình biết là An có đôi có cặp cả nên là mình đã mua 2 món đấy, để cho các bạn, không chỉ riêng các bạn mà có cả người thử các bạn đều có thể dùng được. Đây là quà đẹp chứ đúng không? Đây là quà đẹp. Quà đẹp, đây là quà đẹp của chị Linh. Chị Ly gấu. Đây còn cái này nữa. Cái ho đấy. Cái kiểu họa tiết này này. Wow. Đó. Đây là chị Ly. Mình muốn tặng mình. Rồi. Cái quả của mình rất là chén mọi người. Thì sẽ phúc bóc.
cho hi có cái này là cái gì? Tao xin lỗi mày cho nhá. Không. Đây, nhưng mà cái này tục kinh. Cái gì đấy? Mày thử luôn đi. Mày phải thử luôn. Chị em cứ đưa chết mày nhiều. Mày Duyên này, mày tắm mày phải react sự cái gì mà thấy tổng thể. Ừ thì nó. Gì đấy? Chị còn sẵn hồ nữa. Ơ không, nói gì thật. Mày không biết là gì đâu, mày có quay không? Quay lắm. Đó là cái tay. Cái tay à? Tay. Thì nếu như em kêu cái này xài được dễ là tại vì lúc nào xài cũng được. Mày bóc cái gì đó mày. Wow. Cái gì thế? Mùi muối thơm á. Chị ơi, mùi của em à? Mùi của em không được. Sorry ạ. Thank you Huy ạ. Ôi chi ạ. À. Hèo tao cũng tò mò quá. Em phải thử luôn nhá. Em cũng thử luôn này. Nhưng Huy không thử luôn mà. Hả? Huy đã lâu không thử rồi đâu. Tao bắt mày thử. Nhưng mà cái này là cái gì mà nó cứ mỏng 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 thế hả? Cứ dịp 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 thế này. Sợ quá. Happy birthday, cái này nó sẽ bị nhầm đường này. Happy birthday, nó phải chỉ đúng 2 lần rồi này. Dương lịch với ông lịch. Đeo luôn ạ. Chị mua ở đâu ấy? Hãy chân em. Ở đây có bán luôn á. Bây giờ chị phải chụp ảnh em đeo kính này xong Huy đeo đôi dép cho em. Vâng, và chúng tôi đã vừa bóc xong những chiếc quà này ạ. Quà Huy ạ, quà. Ôi xin lỗi, sale năm nay em sao chơi lại. Nó chơi lại nhá. Nó chơi lại. Rất cảm ơn về món quà của em đâu ạ. Chúng ta đã có một năm mà... Một năm không? Ừ. Không trên mọi phương diện. Cứ chờ như thế đi. Nói chung là năm mới là các bạn mãi vui vẻ, tình yêu cháy bỏng, đồng cháy, nhục điên, happy new year, happy new year, thế, cất đi, cất.